có gan mới làm nên nghiệp lớn. Muốn làm nên nghiệp lớn, điều tiên quyết không phải có tiền mà là có gan. 1. Có gan dám nghĩ dám làm mới quyết định được tài lộc của bạn. Nghĩ những điều người khác không dám nghĩ, làm những điều người khác không dám làm. Không xông pha sao biết mình không thể. Có dũng khí bước những bước đầu tiên mới đi được đến bước ngoặt cuộc đời. Sự thành công của con người là nhờ có sự mạo hiểm mà nên. Không mạo hiểm mới chính là sự mạo hiểm cao nhất, chúng ta quyết không làm người bình thường. Sợ hãi thất bại đồng nghĩa với việc cự tuyệt thành công. Muốn biết hương vị của trái ngon bạn phải tự mình nếm thử. 2. Cơ hội bắt nguồn từ sự quyết đoán. Một người có sức lôi cuốn là người không biết ngần ngại, nói được làm được. Bạn một khi chần chừ, bạn sẽ luôn trì hoãn. Khi bạn làm một công việc không thuộc về mình, cơ hội đã đến với bạn. Đối với kẻ mạnh, dù gặp phải một chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đều là một cơ hội đến. Đừng vì hai chữ nếu như ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Thỉnh thoảng thà đưa ra quyết định sai còn hơn là không đưa ra. 35 câu nói sâu sắc của người Nhật khiến bạn thay đổi mãi mãi. 1. Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, vậy không cần phải lo lắng về nó nữa. Nếu nó không thể giải quyết được, vậy thì có lo lắng cũng chẳng ích gì. 2. Dùng thời gian để suy nghĩ, lá gan để hành động. Khi đã hành động rồi thì đừng suy nghĩ. 3. Đừng níu giữ những thứ đã xa, đừng xua đuổi những điều đang đến. 4. Nhanh nghĩa là đi chậm mà không bị ngắt quãng. 5. Thà làm kẻ thù của một người tốt còn hơn làm bạn của một kẻ xấu. 6. Không có con người vĩ đại nào mà không sở hữu những người bình thường bên cạnh. 7. Người có khát vọng vươn lên sẽ nghĩ về cách tạo ra cho mình một chiếc thang. 8. Vợ chồng giống như tay và mắt, khi tay đau thì mắt khóc, còn khi mắt khóc, tay lau đi những giọt lệ. 9. Mặt trời không biết ai đúng ai sai. Nó chiếu sáng không cần mục đích và đem lại hơi ấm cho tất cả mọi người. 10. Ếch ngồi đáy giếng thì không biết được sự bao la của biển cả. 11.